Dạ con kính chào cha và chào cộng đoàn ạ. Con 39 tuổi, con tên là Lý Kim Ngân. Con được ơn của Chúa rất lớn. Mới hôm dạ con cũng không được sinh hoạt nên con chỉ biết con đỡ buôn đôn thôi. Ban mê thuật. Dạ. Con run quá con phía cha. Con run quá. Thưa cha, con gần đây là trở về một tháng rưỡi gần đây là con được ơn Chúa. 17 năm rồi con không được đi lễ đi nhà thờ. Tại sao 17 năm mà con không được đi lễ đi nhà? Mạnh dạn lên nói. Thưa cha, con lấy chồng, con là ngoại đạo nên chồng con không cho đi. Để xong rồi con còn theo nhà con là đi xem bói các thứ rất nhiều. Ý là con xin cúng miếng đất để bán mà không được. Xong rồi các chị ở đó mới mách con là đi xuống Cha Long á, xin cầu nguyện. Thì lần trước con xuống cha một lần hồi tháng 9 ấy, cùng các chị con đi xong rồi về con có mua của cha một cái đàn. Thế nhà con mới bảo chứ có Chúa thì không có ta thì không có Chúa. Nhà con nói sao? Nhà con bảo có Chúa thì không có tao thì không có Chúa. Chị nghe ghê không? Có Chúa thì không có tao thì không có Chúa. Thế con chỉ biết cầu xin Chúa rồi và con nhờ các anh chị rồi, các anh chị nhờ cha ở xứ của con á cầu nguyện cho con. Thì con về con cũng điện cho các chị gái của con và em của con. Chị gái của con cũng bỏ đạo 18 năm nay rồi, chị cũng cúng bái rồi. Em của con 19, 20 năm hôm nay con cũng đến đi cùng đây hết. Thì em con hôm nay con động viên mãi là đời xưng tội. Thì em mê ơn thứ hai là nhờ con. Tức là em của con là bao nhiêu năm bỏ Chúa hôm nay đi xin tội? Dạ cũng 18, 19 năm rồi cha. Con thì cũng bỏ đạo cũng tầm đấy, cũng không lấy chồng bên lương, cũng không được xin tội hay tiếc gì như con nè. Dạ. Thế hôm con đến con xin cha là đầu gối của con nhức quá ấy. Con đến con xin cha ban thuốc lành lên đầu con thì về được mấy ngày là con khỏi. Mấy con đau bao tử thì con không biết nó khỏi lúc nào nữa. Còn con trai của con, cái lưỡi của nó cứ nứt nẻ ra như là cái ruộng khô ấy. Lưỡi nứt nẻ như ruộng khô. Tôi cố ví von hay nhỉ. Nứt như ruộng khô. Thế con cũng cho con đi thật mà cha. Nó cũng đỡ được 60% rồi cha. Thế là cha, nhà con tin quá thì nhà hôm nay con mới bảo chứ anh ấy hay cho cả con đi. Thế nhà con bảo đi thì đi, thì nếu mà không gặp cha thì không về. Thế là nhà con bảo thế. Thế con bảo chứ nếu mà không được tao ở mấy ngày luôn. Rồi tao gặp cái gì? Nếu mà không gặp được cha thì tao ở mấy ngày luôn ạ. Con xưng thế. Thế xong nhà con bảo chứ phải gặp được cha mới về. Xong nhà con bảo hôm nay nhà con này bảo em đi xin cha cho anh khỏi viêm xoang, rồi khỏi gan nhiễm mỡ, rồi khỏi đau bụng nữa cha. Dạ. Con nói với anh con với chồng con sao? Con nói với chồng con là phải tín thác vào Chúa. Nói là tín thác vào Chúa ở tao cầu nguyện cho ạ. Thế xong con bảo nhà con chứ nhà con còn ra lệnh cho con là tao cho đi trong vòng 2 năm. Tao theo dõi từ ngày hôm nay ấy cha. Nếu mà không được gì là nhà con không cho đi con đi lễ đi đâu nữa cả. Thế con bảo thế ví dụ thế thì tao cũng có điều kiện như cho bố mày. Là nếu như mà xin bán được đất thì làm sao? Phải cho tao đi nhá. Thế xong xong nhà con mới bảo chứ cái đấy thì không nói. Thế nhà con bảo thế cha. Thế con xin cha mới cùng cộng đoàn cầu nguyện cho con để cho nhà con theo Chúa, để cho mẹ con được theo Chúa và cho con được chịu các phép thiền sự. Nếu mà tôi mà là chồng của chị mà chị cứ mày tao với tôi bảo là mày biến khỏi mặt đất này đi. Vợ chồng với nhau mà dám mày tao như thế thì sao mà chấp nhận được nha. Bây giờ điều đầu tiên là con xin Chúa cho con được ơn biến đổi con trước đã nha. Bây giờ con về con đổi hoàn toàn 180 là chồng con sẽ thay đổi nha. Bây giờ để cho ví dụ cho thế gửi tặng cho chồng con cái máy 365 bài giảng. Trước thì chồng con nói là có Chúa thì không có tao, mà có tao thì không có Chúa.
mà bây giờ chồng con đã chấp nhận cho con vào đây và đem cả con trai của con vào. Và chồng con cũng thấy là con đã được chữa lành, con trai của con được chữa lành, chị của con được ơn quay trở về, phải không? Rồi con muốn lên nữa phải không? Con muốn lên. Em thằng em nào đang mới xin tội đâu? Lên đây con. Lên làm chứng cho Chúa, con mạnh dạn lên sợ gì? Phải cầu xin mãi là nó mới chịu đi chà. Lúc nãy nó còn trốn đi ấy chà, nó không xưng tội con ấy, tìm tít ở ngoài kia con luôn thôi vậy. Dạ. Con. Nó có đẹp không? Nó thì tôi có đẹp không? Nó thì tôi có hiền đâu. Vậy mà. Đây. Con lên đây con. Đây, cha tặng cho con cái máy. Bao nhiêu năm con không xưng tội. Con thưa cha là con không nhớ rõ lắm nhưng mà hình như là 18 hay 19 năm. Thôi 20 đi cho chắc ăn. Cha cho con lời thêm lòng. 20 năm bỏ Chúa, 20 năm không sinh tội. Rồi hôm nay con đến đây, cuối cùng thì động cơ nào thúc đẩy con sau 20 năm bỏ Chúa con đã đi sinh tội? Dạ, thưa cha thì con thấy thề chị con động viên con nhiều. Nó lại nói cho con nhiều chuyện quá, em con cũng tin nên con đi luôn. Hallelujah. Đây cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng, nắm chặt lấy. Nhưng ma quỷ là hôm nay con biết là nó đang họp. Nó đang họp phiên họp khẩn cấp. Vì lý do anh xem biết mà chỉ ở trong trại tù vừa rồi đó, chỉ có hai cái người từ tù mà trốn thoát khỏi trại, mà cả nước phải xôn xao lên, rồi bao nhiêu là mà người bị liên đới, phải bị mất chức, phải bị kiểm điểm vì để cho hai người từ tù trốn thoát, mà cuối cùng người ta có bắt lại được không? Bắt lại được hết. Vậy mà đây, cái tên này đây, 20 năm ma quỷ nó giữ, nó rào, nó vây chặt lấy con, sọc một chết cái con chị của con nắm cổ con đi xin tội. Và chị bà giữ và nó chạy đi, con phải đi tìm, nó nắm cổ nó, con lôi và bắt nó đi xin tội. Ta thấy Chúa, cái cách cứu của Chúa có nhiều cách, mà đấy con thấy Chúa thương con như vậy. Mà bây giờ ma quỷ nó đang biến đến cả vương quốc của Satan đang họp khẩn cấp là đi tìm ngay tên con. Dạ. Tên gì? Dạ, con tên là Lý Ngọc Sâm ạ. Con là Du Xe Lý Ngọc Sâm ạ. Dạ. Ai biết thằng Du Xe Lý Ngọc Sâm ở đâu, đem về hoàng ngục cho tôi. Có trọng thưởng. Ma quỷ nó đang đi truy tìm tội phạm tên Du Xe Lý Ngọc Sâm, dám phản vương quốc của quỷ mà quay về với vương quốc của lòng thương xót. Con nhìn lên cái tay của con đó, con chưa tay cho có đúng không? Tay con tay đen hay tay trắng? Là tay con đen đen. Đó, con thấy không, cái tay của con đó, con chưa tay coi. Giơ coi cái tay của con, tay đen hay trắng, giơ coi. Giơ coi tay đen hay tay trắng, giơ coi. Tay trắng tay đen? Tay đen tay trắng? Đen hay trắng? Đen. Trắng hay đen? Chúa lòng thương xót vẫn luôn luôn xót thương con. Chúa lòng thương xót luôn luôn xót thương con. Chúa nắm lấy tay con mà kéo con ra khỏi cái vũng lầy của cuộc đời. Tạ ơn Chúa nha. Rồi con bao nhiêu năm? Con xin tạ ơn cha, con xin tạ ơn. Bao nhiêu năm bỏ Chúa? 20 năm ạ. Này cũng ngang ngửa bên 8 lạng bên nửa cân. Rồi, 20 năm con bỏ Chúa rồi, hôm nay lý do gì, động cơ nào đưa con quay về với Chúa? Con thưa cha là tại vì con vẫn nhớ Chúa ở trong tâm con, vẫn cầu nguyện, nhưng mà con đi lấy chồng thì chồng ngoại đạo, xong rồi cha mẹ con chết hết rồi, xong rồi con đưa các em con vào đây. Thế thằng kia thì nó mới vào. Thằng nào? Thằng Du Xe Sâm mới vào. Thằng Du Xe. Giờ nữa toàn nói tiếng lạ thôi mà. Hết thằng chồng với thằng em với thằng Du Xe luôn. Thưa cha là con đọc tên thánh của em con thôi chứ con không dám xúc phạm tới Chúa của con. Là vì hôm nay con kể một câu chuyện thế này cho cha với lại cộng đoàn cùng nghe. Cái năm 2005 là con
con 203 con sinh cháu Thảo kia. Đến 204 là con bị phát điên, con bị một con quỷ đen. Nó ở lô đất đấy thì con bị nó hành con hơn 2 năm. Thế là các bệnh viện bảo con là tâm thần, cho vào nhà thương điên. Thế là lúc đấy bố con còn sống, bố con hết sự cứu chữa rồi, bố con đón con về thì cho con đi ra gặp cha Đỉnh. Hiện tại lúc này là cha hình như đang chỉ chủ trì ở Hà Nội sao ấy. Có thượng tọa ông thầy thượng tọa chủ trì ở chùa, còn đây ông cha cũng chủ trì. Con nói tiếng lạ này. Thế rồi cuối cùng chưa toàn sao? Con xin lỗi cha mới tận nào đó. Không, rồi cuối cùng chưa chữa toàn sao, hồi hộp quá. Thế là chồng con thì cũng không giữ con đi đạo đâu, nhưng mà chồng con anh thần kinh dở, không có làm được cái gì cho nhiều đâu. Thế xong cha về cha cầu nguyện cho con thì con xin cha con đi vào đây lại thì đến 3 lần thì cha Đỉnh, đến lần thứ 3 cha cầu nguyện cho con được đi. Cha còn cho cháu Thảo kia một trái dừa. Thế con đi vào đây thì anh chồng con càng ngày càng yếu. Thế là anh chồng con bảo là thôi đi về với Chúa, đi một mối thôi. Thế nhà con bảo là thế bây giờ anh hai ở bên Mỹ rồi thì bây giờ anh là trưởng giá, anh phải thờ mẹ. Thế con bảo thế thì bây giờ hồn ai lấy giữ? Tôi không biết mấy ba mày đâu. Thế là nhà con cứ bảo con là bây giờ anh không biết đọc cúng mẹ, cúng cơm cái gì cả thì em đi lo mua đồ về cúng cơm mẹ. Thế nhiều khi con bảo là con đọc cho nhà con cuốn lên mà cúng, chứ con không cúng. Thưa bây giờ con đã quyết định quay về với Chúa chưa? Con đã quyết định rồi ạ. Mà... Hallelujah! Đây, cho tặng con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Về đưa cho chồng con nghe với nha. Rồi đây là cái cây quạt như xung mồ hôi một cây mình đổ ra như tắm rồi. Coi quạt mát đi con. Cô tôi đã làm chứng cho Chúa mà mồ hôi nó đổ ra. Rồi đây thằng chuỗi đeo chặt lấy, có chuỗi rồi phải không? Rồi xong. Rồi đi con. Mau. Con. Nghe hai đứa con thương chị em rồi. Nó đồng lòng theo về bên con. Rồi nó đồng lòng theo về bên con. Còn có bên kia bên nớ thì thương chị em. Rồi bây giờ con phía con đây là cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Bây giờ con về con nói với chồng con. Thứ nhất là con thay đổi hoàn toàn cách xưng hô. Kệ chồng con muốn mày tao chi tớ gì kệ, con vẫn cứ anh với em ạ. Rồi anh với em. Im nghe. Bây giờ con về cầm cái máy này, bây giờ nói với chồng con như thế nào, nói tặng cho chồng con nói. Chồng con đang đứng trước mặt con, nói. Con kêu. Không, con kêu gì cả. Bây giờ con gặp, ô em mới đi Cha Long về đó hả? Không, con phải chào trước chạ. Chào trước, ngon rồi, bây giờ khá rồi đó rồi, nói sao? Con bảo anh ơi em về rồi, hôm nay em có quà tặng anh này, cha tặng đài rồi, không phải mua nữa rồi, không phải nói nọ kia nữa, vì hôm bữa con mua một cái, chồng con có bảo chứ. Thôi, đang nói với chồng mà vẫn phải mua bán gì đây. Quên hết chuyện khác đi, chỉ còn con với chồng con thôi. Không còn chuyện mua bán gì, chuyện cũ, chuyện xưa gì. Bỏ hết quá khứ, bỏ hết. Bây giờ là bắt đầu làm lại cuộc đời. Con tên là gì? Dạ, con tên là Maria Lý Kim Ngân ạ. Lý Kim Ngân, bây giờ là một Lý Kim Ngân mới 2018 sắp tới. Chứ không còn là Lý Kim Ngân của 2017 trở về cũ nữa nha. Một con người mới mà được Chúa đổi mới. Con nhìn lên tay con, giơ lên, Chúa đang nắm lấy tay con, Chúa muốn kéo con lên, con thấy chưa? Cho nên bây giờ con nhìn lên Chúa đi và con nói với Chúa rằng lạy Chúa, xin Chúa cứu lấy con, thấy chưa? Con nhìn lên Chúa, thấy chưa? Chúa cứu lấy con, cứu không? Rồi nói tiếp. Anh ơi em đã về rồi, hôm nay em có quà cho anh là cha đã tặng em một cái đài về cho anh nghe và anh mong anh tín thác vào Chúa rồi cho em anh mới để
Anh theo Chúa rồi cho em với các con được theo Chúa. Tao không có theo ai hết. Dạ thì cứ tín tha vào là được ạ. Anh cứ tin là được ạ. Tao không có tin ai hết. Đại Chúa có dặn là bay hay xin thì bay sẽ được ạ. Nó bay là đứa nào? Mẹ con với cha này. Không còn thưa cha đâu, cha với con nào ở đây? Và còn anh cứ tin vào Chúa thì anh sẽ được tất cả. Ừ, nếu như mà cứ chạy theo cúng bái thì không được cái gì ạ? Không được cái nào? Tất cả có Chúa làm chứng chứ anh không cãi được Chúa đâu ạ. À, thưa anh chị em, mình sẽ gặp những người như thế. Mà nếu chúng ta có lòng thương xót của Chúa thì chúng ta sẽ cứ kiên nhẫn. Con thay đổi con trước rồi chồng con mới thay đổi. Anh chị em nhớ một điều, ta chỉ có thể thay đổi mình thôi, không thể thay đổi hoàn cảnh. Mưa, nắng thay đổi được không? Người này ích kỷ, người kia ghen tị, mình có thay đổi được người ta không? Không thể thay đổi được con người, không thể thay đổi được người khác, không thể thay đổi được hoàn cảnh. Ta chỉ có thể thay đổi được chính bản thân mình thôi. Một khi mình thay đổi rồi thì người khác sẽ thay đổi và hoàn cảnh sẽ đổi thay. Còn nếu ta cứ khăng khăng giữ lấy ý của mình, không chịu thay đổi thì đừng mong gì thay đổi người khác và đừng mong gì thay đổi hoàn cảnh. Nhớ không con? Nhớ không? Con nhớ. Rồi bây giờ con ôm luôn Chúa về để con nhớ, chứ không thì con lại quên lại mày tao bây giờ. Đây, ôm chặt lấy Chúa. Ôm chặt lấy Chúa. Không, con cất đi. Cất đi, còn ôm lấy Chúa. Chồng con không cho treo, thưa anh chị em. Nhớ một điều là có những trường hợp là bị rối hôn phối ở cái chỗ là mình lấy người không có đạo. Nhưng nếu lấy người không có đạo thì anh chị em mình chịu khó là chúng ta xin phép chuẩn, chuẩn hôn phối nha. Đạo ai người đi giữ xin ngay từ đầu. Chứ đừng có để mà cứ sống với nhau rồi nó bị rối là mình là người thiệt thòi, người có đạo thiệt thòi thôi. Người không có đạo đâu có thiệt thòi gì. Cho nên là không có đạo với lấy người có đạo, lấy người không có đạo thì chúng ta xin phép chuẩn giáo hội cho mà Đức Tổng, Đức Giám Mục địa phận được chuẩn, Đức Cha Xứ làm hồ sơ chuyển lên nên Đức Giám Mục, Giám Mục rất là nhanh, chỉ trong một ngày là đưa cái giấy đó về rồi chuẩn hôn phối đạo ai người đi giữ để người có đạo được xưng tội rước lễ nha. Và người có đạo sẽ cố gắng sống tốt, sống thật là xứng đáng với lòng thương xót Chúa để người không có đạo thấy: "Wow, cái này em thay đổi nhiều quá ha." Dạ, đây là nhờ Chúa. "Cái này em dễ thương quá ha." Dạ, tất cả là nhờ Chúa. "Cái này anh muốn đi học đạo có được không?" Dạ, cảm ơn Chúa. Con tạ ơn Chúa. Cảm ơn anh. À, thưa chị em.